Xin chào các bạn học sinh lớp 7. Kiến thức về tam giác cân và tam giác bằng nhau là một trong nội dung quan trọng nhất trong chương trình hình học lớp 7. Nó có ứng dụng rất lớn trong việc chúng ta học hình học sau này. Và trong buổi học ngày hôm nay, thầy sẽ giới thiệu với chúng ta một bài toán về tam giác cân cũng như về tam giác bằng nhau, giúp chúng ta ôn lại các nội dung về tam giác cân và tam giác bằng nhau ứng dụng trong giải toán. Bài toán như sau: cho góc nhọn XOY, lấy điểm A thủ X, B thủ Y sao cho OA bằng OB. Trên tia đối của tia AB lấy điểm C. Trên tia đối của tia BA lấy điểm D sao cho AC bằng BD. Kẻ CH vuông góc OX, DK vuông góc OY. Gọi Y là giao điểm của CH và DK. Chứng minh rằng CH bằng DK. Tam giác OCD cân HK song song AB. Gọi MN thứ tự là trung điểm của AB HK, chứng minh rằng MNI thẳng hàng. Thì để hiểu rõ bài toán này thì trước tiên chúng ta phải tiến hành vẽ hình. Đầu tiên, cho góc nhọn XOY, như vậy chúng ta vẽ một góc nhọn bất kỳ. Nhưng phải đảm bảo là góc này nhỏ hơn 90 độ. Ví dụ chúng ta có góc nhọn XOY. Lấy A thủ X. Đây, lấy điểm A thủ X. B thủ OY sao cho OA bằng OB. Thì để lấy được OA bằng OB thì chúng ta có hai phương án. Phương án nhất là chúng ta đo. Ví dụ ở đây chúng ta có OA là bằng 3,5 cm, thì chúng ta lấy bên này OA 3,5 cm. Phương án thứ hai là chúng ta sẽ dùng con 3. Thì phương án này chúng ta không cần phải đo là mấy cm. Đây, chúng ta đặt con 3 như này và chúng ta quay một cung. Thì lúc này chúng ta có điểm B đảm bảo tiêu chuẩn OA bằng OB. Tiếp, trên tia đối của tia AB. Tia AB tức là chúng ta nối từ A đến B. Vậy đối của nó thì chúng ta sẽ lấy ngược lên trên. Lấy một điểm C. Vậy đây, lấy một điểm C này. Tiếp là trên tia đối của tia BA lấy D sao cho AC bằng BD. Như vậy chúng ta sẽ phải đo ở đây. Thì ta thấy ở đây ta có AC là bằng 1,5 cm. Vậy bên này thì chúng ta phải lấy là điểm D sao cho hai đoạn này bằng nhau. Đây. Ngoài ra thì chúng ta lưu ý là còn cách thứ hai là chúng ta dùng comma. Chúng ta có thể đo hai thẳng bằng nhau được. Đây, ta đặt sang đây. Đấy, như vậy ta thấy nó bằng nhau. Kẻ CH vuông góc OX. Chúng ta kẻ CH vuông góc OX. Tiếp là DK vuông góc OY. Gọi Y là giao điểm của CH, CH và DK. Như vậy chúng ta phải kéo dài CH và DK ra. Vậy đây chính là điểm Y. Chứng minh thứ nhất là CH bằng DK. Đây là cái yêu cầu đầu tiên của bài. Đó là CH bằng DK. Thế thì chúng ta biết rằng là để chứng minh được hai đoạn bằng nhau thì thông thường chúng ta sẽ đưa vào hai tam giác và chứng minh hai tam giác đó bằng nhau. Ở đây chúng ta nhìn thấy ngay ta có thể đưa vào hai tam giác, đó là tam giác ACH và tam giác BDK. ACH bằng tam giác BDK.
Sau đó để phân tích được hai tam giác bằng nhau thì bao giờ chúng ta cũng nhớ cho thầy là xét các cái cạnh tương ứng trước. Cụ thể ở đây chúng ta xét những cạnh tương ứng nào. Đây thì chúng ta có cạnh tương ứng này. Thứ nhất là AC bằng BD này. Thứ hai là AH bằng BK. Thứ ba là CH bằng DK. Thì ta thấy ngay, đây là cặp cạnh đang cần chứng minh nhau, ta bỏ qua. Chúng ta xem là AC bằng BD có không. Nhìn giả thiết và hình vẽ ta thấy là AC bằng BD có. Tiếp AH bằng BK không có. Như vậy chúng ta chỉ có một yếu tố về cạnh. Tuy nhiên chúng ta thấy hai tam giác này là hai tam giác vuông, ta có là góc AHC. AHC thì bằng BKD vì hai góc này cùng bằng 90 độ. Do vậy chúng ta có thể nghĩ đấy, cái trường hợp bằng nhau tam giác vuông đó là gì, là cạnh huyền góc nhọn hoặc là cạnh huyền cạnh góc vuông. Nếu không được hai trường hợp đặc biệt thì chúng ta sẽ chứng minh theo ba trường hợp, đó là cạnh góc cạnh, góc cạnh góc và cạnh cạnh cạnh. Ở đây chúng ta thấy ngay đây là cạnh huyền. AC và BD là hai cạnh huyền. Vì vậy chúng ta có thể nghĩ đến trường hợp này được. Tuy nhiên chúng ta không thể nghĩ trường hợp cạnh huyền cạnh vuông bởi vì chúng ta chưa có AH bằng BK. Do vậy chúng ta nghĩ trường hợp là cạnh huyền góc nhọn. Vậy thì chúng ta cần góc nào bằng nhau. Ví dụ chúng ta cần góc đây này, CAH nếu ký hiệu là góc A1 bằng góc DBK nếu ký hiệu góc B1. Đấy. Thế thì chúng ta chứng minh hai cái góc này bằng nhau thế nào? Thì trực tiếp chúng ta không chứng minh được, do vậy chúng ta lại phải dựa vào hai góc khác. Thì chúng ta có gì? Đây nha, chúng ta phân tích này. Thứ nhất là ta có góc A1 thì bằng góc A2, hai góc đối đỉnh. Điều này có luôn này. Tiếp này, góc B1 thì chúng ta thấy bằng góc này, B2. Vậy thì để chứng minh A1 bằng B1, chúng ta phải chứng minh được A2 bằng B2. Đúng như nào? Muốn cái này thì chúng ta cần chứng minh cái gì? Thì chúng ta nhìn vào đây, góc A2 và B2 nó cùng ở trong tam giác OAB. Như vậy thì chúng ta nghĩ đến việc chứng minh tam giác OAB cần. Tất nhiên ở đây cần ở O. Điều này có được do đâu? Do chúng ta có OA bằng OB theo giả thiết. Như vậy là chúng ta đã chứng minh được xong cái ý thứ nhất trong bài toán này. Đó là CH bằng DK. Thế thì trình bày chứng minh chúng ta sẽ phải xuất phát từ đâu? Thì chúng ta sẽ bắt đầu từ ở vị trí này và ngược sang bên phải. Tức là khi phân tích chúng ta xuất phát từ kết luận và đến giả thiết, và khi chứng minh thì chúng ta lại đi ngược lại. Vì OA bằng OB theo giả thiết cho nên ta suy ra được tam giác OAB cân ở O theo định nghĩa tam giác cân. Từ đây ta suy ra được là góc A2 bằng góc B2 theo tính chất tam giác cân. Vì chúng ta đã biết là trong tam giác cân thì hai góc kẻ đáy bằng nhau, mà chúng ta lại có là A1 bằng A2, B1 bằng B2. Do đây là hai góc đối đỉnh, do vậy nên ta suy ra là góc A1 sẽ bằng góc B1. Sau chứng minh đến đây rồi thì chúng ta bắt đầu xét tam giác. Ta xét tam giác ACH và tam giác BDK có. Thứ nhất là AC bằng BD theo giả thiết.
Thứ hai là ta góc AHC bằng góc BKD bằng 90 độ. Ở đây do đâu? Do CH thì vuông góc OX và DK thì vuông góc với OY. Thứ ba là góc A1 bằng góc A2 theo chứng minh trên. Do vậy nên ta suy ra góc A là tam giác ACH bằng tam giác BDK theo trường hợp cạnh huyền góc nhọn. Do vậy suy ra CH bằng DK hai cạnh tương ứng. Ý thứ hai trong phần A là chúng ta chứng minh tam giác COD cân. Thì đương nhiên ở đây chúng ta thấy là tam giác cân ở O. Và muốn cân ở O thì chúng ta cần phải có đó là OC bằng OD. Muốn OC bằng OD thì đương nhiên chúng ta nghĩ việc ghép vào hai tam giác và chứng minh hai tam giác đó bằng nhau. Thì ở đây chúng ta thì ghép vào hai tam giác đó là OCA với OBD hoặc là OCH bằng ODK. Thì chúng ta phải chọn một trong hai tam giác đó. Thế thì chúng ta có thể dựa vào hai tam giác vuông hoặc hai tam giác không vuông thì trong bài này đều chứng minh được. Thì tôi hướng dẫn chúng ta một cách phân tích thôi. Ví dụ chúng ta thể dựa vào tam giác vuông, đó là tam giác OCH bằng tam giác ODK. Rồi chúng ta xem hai tam giác này có gì bằng nhau nhé. Thứ nhất là đương nhiên đây là hai tam giác vuông thì chúng ta có đó là góc OHC bằng góc OKD bằng 90 độ. Thứ hai là chúng ta có CH bằng DK theo chứng minh trên. Vậy là hai yếu tố rồi. Vậy chúng ta có thể nghĩ việc chứng minh theo trường hợp là cạnh góc cạnh. Ví dụ chứng minh là OH bằng OK. Đấy, ta chứng minh OH bằng OK. Đủ ba cái yêu cầu này thì hai tam giác bằng nhau trường hợp cạnh góc cạnh. Bây giờ ta chứng minh cái này. Thì ta có cái gì? Ta có nha. OH thì bằng cái gì? Bằng OA cộng với AH. OK thì bằng cái gì? Bằng OB cộng với BK. Mà ta lại có OA bằng OB, AH bằng BK do là hai cạnh tương ứng của hai tam giác vuông ở trên. Đây này. AH bằng BK này. Do vậy là xong. Thì đấy là một hướng chứng minh. Ngoài ra thì trong phần này chúng ta dựa vào hai tam giác mà không vuông thì cũng là một cách chứng minh khá là đơn giản. Đó là tam giác gì đây? Đây là cách 1 nhé, đây là cách 2. Đó là tam giác OAC. Ở đây, từ đây. Bằng tam giác OBD. Thì hai tam giác này có cái gì bằng nhau rồi? Thì chúng ta thấy là có những yếu tố sau này. Thứ nhất là AOA bằng OB. Thứ hai là có AC bằng BD. Hai cái này đều có sẵn, do vậy ta chỉ cần chứng minh góc OAC OAC bằng góc OBD thì là xong. Và điều này thì chúng ta dễ dàng chứng minh được. Do đâu? Thì ta có OAC nó bù với góc A2, OBD nó bù với góc B2, mà A2 bằng B2 thì suy ra hai góc này bằng nhau. Do vậy hai góc bằng nhau trường hợp cạnh góc cạnh. Thì chứng minh cái này còn đơn giản hơn so với cách chứng minh hai góc vuông bằng nhau. Thì chúng ta hãy tự mình trình bày cho thầy hai cách chứng minh. Cách thứ nhất và cách thứ hai vào trong vở của mình nhé.
Rồi tiếp tục với ý thứ ba, chứng minh HK song song AB. Chúng ta đã biết là để chứng minh được hai thẳng song, chúng ta có những cách chính sau đây. Thứ nhất, có một cặp góc son hai trong bằng nhau, một cặp góc đồng vị bằng nhau, một cặp góc trong cùng phía bù nhau, cùng với góc đường thẳng thứ ba và cùng song song với đường thẳng thứ ba. Thế thì ở đây chúng ta sẽ chọn một trong các cách đó để chứng minh. Ví dụ mình có thể nghĩ đến việc chứng minh cái gì? Giả sử góc đồng vị bằng nhau chẳng hạn, thì chúng ta cần cái cặp góc nào bằng nhau, đó là góc A2 nhé. Ví dụ ta chứng minh cặp đồng vị bằng nhau bằng góc OHK thì muốn A2 bằng OHK thì ta làm thế nào? Thì đấy là một trong nội dung mà chúng ta hết sức quan tâm. Chúng ta thấy A2 chính là góc ở đáy của tam giác cân. Thì chúng ta nhớ thầy một cái tính chất tam giác cân mà cực kỳ quan trọng trong quá trình chứng minh. Đó là gì? Đó là trong một tam giác cân thì góc ở đỉnh bằng 180 độ. Ở dưới nơi góc ở đáy bằng 180 độ trừ góc ở đỉnh chia cho 2. Thì tính chất này chúng ta được sử dụng trong quá trình làm toán. Do vậy, ví dụ chúng ta ở đây có tam giác là gì? Là A, B, C, cân ở A. Thì lúc đó chúng ta có góc B cộng với góc C sẽ bằng góc B sẽ bằng góc C 180 độ trừ đi góc A trên 2. Đấy. Hai góc này bằng nhau này. Thì điều này được chứng minh dễ dàng và chúng ta được áp dụng trong quá trình mà làm toán. Vậy thì ở đây chúng ta thấy là A2 nó là góc ở đáy của tam giác cân OAB. Do vậy chúng ta có là gì? Là góc A2 sẽ bằng là 180 độ trừ góc ở đỉnh, chính là góc AOB chia cho 2. Cái này có được do đâu? Do tam giác là OAB cân ở O. Như vậy, để chứng minh được góc A2 bằng góc OHK thì chúng ta cũng sẽ chứng minh là góc OHK cũng bằng 180 độ trừ đi góc AOB chia cho 2. Và muốn có điều này thì chúng ta phải chứng minh cái gì? Chúng ta phải chứng minh được tam giác OHK cân ở O. Và điều này thì dễ dàng chứng minh rồi. Nếu ở trên chúng ta chứng minh theo cách này thì đương nhiên chúng ta chứng minh được OH bằng OK là xong. Thế còn nếu chúng ta chứng minh theo cách 2 thì chúng ta có là OA bằng OB và ta có AH bằng BK, từ đó ta cộng lại thì ta cũng có OH bằng OK. Vậy điều này dễ dàng chứng minh được. Như vậy là chúng ta đã chứng minh xong. Và sau khi được hai góc này bằng nhau thì chúng ta phải cần chỉ thêm. Đây là hai góc đồng vị. Ở vị trí đồng vị. Như vậy là phần A chúng ta đã hoàn thành chứng minh xong. Chúng ta hãy dựa vào sơ đồ của thầy viết thành bài chứng minh đầy đủ trong vở của mình nhé. Chúng ta sẽ tiếp phần B. Gọi M và N theo thứ tự là trung điểm của AB và HK. Chúng ta cần chứng minh đó là M IN thẳng hàng. M này I này, N thẳng hàng. Thì chứng minh thẳng hàng là một trong nội dung chứng minh đối lớp 7 là tương đối khó và không phải bạn học sinh nào cũng biết cách chứng minh. Thì thầy xin gợi ý lại các chứng minh ba điểm thẳng hàng như sau này. Chứng minh các cách chứng minh thẳng hàng nhé. Cách nhất là gì? Chúng ta dựa vào tổng hai góc kề bằng 180 độ. Cho nên ví dụ chúng ta có A, O, B, C. Nếu chúng ta chứng minh được góc AOC cộng với góc BOC bằng 180 độ thì lúc này suy ra hai góc AOC và BOC là hai góc kề bù. Do đó chúng ta có AOC sẽ thẳng hàng. Đấy, cách nhất chứng minh tổng hai góc kề 180 độ. Cách thứ hai chúng ta chứng minh sau này. Từ một điểm ở ngoài đường thẳng ta chỉ vẽ được một đường thẳng song song là đã cho.
Thì đây là chúng ta dùng tia nửa cân ít. Ví dụ ở đây chúng ta chứng minh được AB song song x. Tiếp lại chứng minh được AC song song x. Thì ta suy ra là AB phải trùng với AC. Hay nói khác là ABC. Vì theo tia nửa cân ít là từ một điểm ngoài đường thẳng thì chúng ta chỉ có duy nhất một đường thẳng song song với đường thẳng đã cho. Do đó hai đường thẳng này phải trùng nhau. Đấy là cách thứ hai. Cái cách thứ ba là từ một điểm ngoài đường thẳng. Đây, ví dụ A, B. Ta vẽ được hai đường thẳng vuông góc đường thẳng cho thì cũng suy ra hai đường thẳng đó trùng nhau. Nếu ta có AB vuông góc x và AC cũng vuông góc x thì chúng ta cũng suy ra được là ABC thẳng hàng. Bởi vì sao? Bởi vì từ một điểm ngoài đường thẳng theo lý thuyết chúng ta cũng chỉ vẽ được một đường thẳng vuông góc đường thẳng đã cho. Đấy, thì đây là ba cách chứng minh phổ biến để chứng minh thẳng hàng. Ngoài ra cũng còn một cách nữa. Đấy, nếu ta đã học kỳ 2 rồi thì rất hay dùng. Đó là chứng minh theo tính duy nhất của các đường. Tính duy nhất của các đường. Hoặc là chứng minh theo các đường đồng quy. Các đường đồng quy. Thì các đường đồng quy chúng ta học ở cuối học kỳ 2 đó là bốn ba đường phân giác, ba đường trung tuyến, ba đường trung trực và ba đường cao. Thế là duy nhất là như nào? Ví dụ như chúng ta biết là đối với một góc bất kỳ thì chỉ có duy nhất một phân giác. Đây, ví dụ như ta có góc XOY và ta có hai phân giác là OA và UB chẳng hạn, thì đương nhiên khi đó OAB phải thẳng hàng bởi vì góc UI chỉ có một phân giác duy nhất thôi. Thì đấy là một số hướng để ta chứng minh ba đường thẳng hàng, chúng ta cần lưu ý nhé. Thì trong bài này chúng ta chứng minh thế nào? Thì chúng ta có thể sử dụng cái cách cuối cùng như thầy vừa ví dụ, đó là sử dụng tính duy nhất của phân giác, tức là một góc chỉ có một phân giác thôi. Thì ở đây chúng ta sẽ chứng minh như nào? Ta chứng minh như sau. Chúng ta sẽ chứng minh là IN là phân giác của góc HIK. IN là phân giác của góc HIK. Thứ hai là ta chứng minh IM thì là phân giác của góc cũng của góc HIK. Thì chúng ta dựa vào đâu để chứng minh được cái này? Thì chúng ta sẽ dựa vào tính chất của tam giác cân. Chúng ta sẽ chứng minh là gì? Muốn IN là phân giác góc HIK thì chúng ta sẽ chứng minh nó là một đường khác của tam giác cân. Thì do N là trung điểm của HK, suy ra IN đã là đường trung tuyến rồi. Như vậy ta cần chứng minh là gì? Là tam giác IHK cân ở Y. Và chứng minh thứ hai là IN là đường trung tuyến. Thì điều này có rồi. Do N là trung điểm của HK, vậy ta cần chứng minh cân là được. Nếu muốn cân thì chúng ta có thể có nhiều cách chứng minh. Ví dụ như chứng minh hai cạnh bằng nhau hoặc hai góc bằng nhau. Thì ở đây ta có thể hướng dẫn chúng ta chứng minh là hai góc này bằng nhau này. Đó là góc IHK bằng góc IKH. Muốn chứng minh hai đôi bằng nhau thì ta làm nào? Đây, chúng ta nhìn ở đây nha. Chúng ta vừa chứng minh ở trên là HK song song với AB hay là CD cũng vậy. Do vậy nên ta có góc IHK sẽ bằng cái góc là ICD. Đấy, cái này có đường là do đâu? Do chúng ta có HK song song với AB hoặc là CD cũng vậy. Tiếp là góc IKH thì lại bằng góc IDC. Đấy, cái này có được cũng do là HK song song với CD.
mà chúng ta có gì là góc ICD thì bằng góc IDC. Cái này có được do đâu? Thì đây chính là hai tam giác bằng nhau ở đây, thì đấy là hai góc tương ứng. Đấy. Đây nhá, góc H này bằng góc C này, góc K bằng góc D này, mà góc C bằng góc D. Như vậy xong. Tiếp theo, để chứng minh được IM là phân giác của góc HIK hay là góc CID cũng vậy, thì chúng ta cần chứng minh hai điều. Một là IM là đường trung tuyến của tam giác này, của tam giác này ICD, và thứ hai là tam giác ICD cân ở Y. Thì điều này có luôn rồi, bởi vì M là trung điểm của AB thì cũng dễ dàng chứng minh được là M là trung điểm của CD, tức là chứng minh được MC bằng MD. Thì điều này dễ dàng nhé, chúng ta chứng minh được là gì? Là MC thì bằng là AC cộng với AM, MD thì bằng BD cộng với MB, mà chúng ta có AC thì bằng BD, AM bằng MB. Như vậy điều đó là có luôn. Thế còn tam giác cân là Y do đâu? Do có góc là ICD bằng góc IDC. Đây, chứng minh ở trên đây rồi. Như vậy là chúng ta hoàn thành. Thì ở đây chúng ta đã dựa vào cái sự duy nhất của tia phân giác một góc để chứng minh ba điều thẳng hàng. Chúng ta hãy trình bày vào vở lời giải chi tiết bài toán này. Và qua bài toán này thì thầy giáo cũng đã hướng dẫn lại chúng ta về cách chứng minh tam giác cân, chứng minh hai đoạn bằng nhau, chứng minh hai đường thẳng song song, chứng minh ba điểm thẳng hàng. Hy vọng rằng là chúng ta sẽ có được những kinh nghiệm giải toán hữu ích khi gặp những bài toán khác. Chúc chúng ta thành công trong học tập và thi cử. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các bài giảng tiếp theo.